Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con nên nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như là ngày nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 673, kinh Đại Thừa Đồng Tánh, Hé Dịch Đời Chu Vũ Văn. Này Tâm Tạng Pháp Sư Sa Na Gia Xá, người nước Thiên Trúc Viện Thượng, tôi nghe như vậy: Một thời, bên cạnh ao hoa trong vườn cây Maha, trên đỉnh núi Đại Mala Già tinh diệu, nơi ở của thần đại trì chú, không ai có thể tới đó được và là nơi ở của những vị đại đắc đạo. Đức Thế Tôn đang cư ngụ cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo, đó là những bậc đại thanh văn, đã hoàn tất mọi việc, đã qua tất cả địa vị của hàng phàm phu, đó là tôn giả Nhã Kiều Dường Như, tôn giả A Thiếu Thị, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đô Kiền Liên, là còn có chung có chúng đại Bồ Tát, tất cả đều là những vị đã đạt được tất cả hạnh tam muội đà la ni của Bồ Tát, đã trụ nơi các địa vị của Bồ Tát, những vị mà ở tất cả các cõi Phật đều đã được tọa ký thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự chuyển bánh xe pháp đó là thánh giả Đại Bồ Tát Di Lặc, Đại Bồ Tát Đại Ý, Đại Bồ Tát Ích Ý, Đại Bồ Tát Kiên Ý, Đại Bồ Tát Định Ý, Đại Bồ Tát Vô Tận Ý, Đại Bồ Tát Vô Biên Ý, Đại Bồ Tát Hải Ý, Đại Bồ Tát Chánh Định Ý, Đại Bồ Tát Tịnh Ý, Đại Bồ Tát Trí Ý Đại. Ngoài ra còn có các hàng trời rồng già so cả tất và Atula Kalola, Vẫn Đà La Ma Hầu La Già, thần trì chú và hàng phi nhân rất cao cả và thù thắng. Mỗi vị có hình dáng, nón mão, y phục khác nhau, đều cầm khí trượng và các cờ lộng. Những các chúng quỷ thần tia chân cũng đến tụ tập, mong mỏi được nghe pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho số chúng đông nhiều như biển lớn vây quanh nghe. Pháp ấy trọn đều tốt đẹp, nghĩa lý sâu xa, lời lẽ hay và khéo léo, đồng nói đầy đủ, phạm hạnh trong sáng. Lúc ấy có vị La Sát Vương tên là Tỳ Tỳ Sa Na đang cai quản tại thành lớn Lăng Già. Khi nghe tin bên cạnh ao hoa trong vườn cây Ma Ha, trên núi Đại Ma La Già tinh diệu, nơi ở của thần đại trì chố, không ai có thể đi tới đó được và là nơi ở của những vị đắc đạo. Có Đức Phật đang giảng nói phạm hạnh cho 1.250 vị đại tỳ kheo. Thì Tỳ Tỳ Sa Na, vua Lăng Già tầm nghĩ: Ở thế gian, Như Lai như đóa hoa ưu đàm hiếm có, biết bao đời kiếp mới được nghe tên Ngài một lần, vốn nữa là gặp. Trong vô lượng vô số đời kiếp ấy, ta không được nghe pháp khác nào như con rùa mù mong mỏi gặp lỗ cây nổi. Trong thời gian ấy, những việc của chư Phật và các pháp của Phật, việc nhập cảnh giới Phật, những việc chứng thành Phật đạo, những việc như thế lại càng rất khó được. Thế nên ta phải cùng với quyến thuộc đem những ngọc ngà châu báu quý, cùng với vô lượng hương hoa, hương bột, hương xoa, phòng hoa, y phục, cờ phướng, lọng báu và cả những giải lụa âm nhạc, những bài ca khen ngợi đến chỗ Đức Thế Tôn và cúng dường tất cả cho Như Lai để muốn hỏi Ngài về chánh pháp, về quả báo một đời của ta. Thế rồi vua Lăng Già Tỳ Tỳ Sa Na bèn ra lệnh bảo với các chúng La Sát: Các ngươi hãy đồng lòng cùng hòa hợp chuẩn bị tất cả những thứ như vàng bạc, ma đi, bảo châu, ngọc ga, lưu ly, san hô, mã não, trân châu, chuỗi ngọc, những trân châu đỏ quý với vô lượng hương hoa sạch đẹp nhất, tấu âm nhạc lên và cả những lời khen ngợi. Pháp Vương Như Lai là đấng tôn quý nhất trong ba cõi, là nơi tích tụ phước đức cao cả, các tướng đều đầy đủ, thấy biết hết thảy, là ruộng phước cao tột. Chúng ta sẽ đem tất cả những thứ này dâng cúng cho Ngài. Vì sao? Vì trong vô số đời kiếp, việc gặp Phật ở đời, được thấy Phật, được nghe tam bảo, được lìa tám nạn, rất là khó. Nói như vậy rồi, ở giữa chúng La Sát Vua Lăng Già Tỳ Tỳ Sa Na bèn đọc bài kệ: Vô lượng vô số kiếp Phật mới hiện ở đời, tám nạn muốn xa liền phải qua vô lượng kiếp, trong trăm ngàn ức kiếp hiếu gặp được Thế Tôn, khác nào hoa ưu đàm, biết bao giờ mới hiện. Trong địa ngục súc sinh, ngạ quỷ rất là khổ, qua lại trong sáu nẻo lần lửa tựa xây lăng, vì muốn cho chúng sinh liền uy ích tám nạn, vì lợi ích mọi loài làm ngọn đèn xuất thế, mặt trời trí tỏa chiếu, khai phá mọi tối tâm. Chúng ta cùng đến đấy cúng dường đấng vô thượng,
đã giáo hóa trời người cúng dường được quả lớn. Khi vua lăn về, tỳ tỳ sa la nói kệ xong, từ giữa không trung Phật dùng thần lực phóng ra 100.000 ức Nagatha luồng ánh sáng lớn tỏa khắp thành lớn lăn già, bao trùm tỳ tỳ sa la cùng cả chúng la sát, khiến cho họ hớn hở vui mừng. Từ trong màn ánh sáng lớn ấy phát ra bài kệ nói về pháp tướng sâu dày, cái pháp vốn thẩm lặng vô ngã, hàng chúng sinh khó thể đạt thành, như hư không màu ảo bọt lửa, xương tia điện bọt nổi lửa vòng, pháp duyên tục đế chẳng phải chân, vô minh gốc ái thế gian hiện, chân quán vô ái và vô minh, các pháp như không tịnh khó nói. Sau khi nghe kệ pháp tướng được chỉ nói từ trong ánh sáng ấy, vua lăng già thì tỳ sa na liền đắc vô ngã pháp nhẫn sâu xa. Chúng là sẽ có người đẹp được nhẫn, có người phát tâm bồ đề, có người phát tuệ nhẫn, có người được thật kiến. Lúc này vua lăng già thì tỳ sa na đã mặc được áo giáp bồ đề kiên cố. Đối với Phật pháp ông đã thấu tỏ, không còn mối nghi ngờ. Ông liền phát thệ nguyện và nói bài kệ: hàng trời người và Atula, hết thảy phạm vương cùng thiên chúng, chế pháp vô thượng tối diệu này hoàn toàn chưa từng được thấy biết. Mai sau con sẽ đạt pháp này, để đầu hết thảy trí không ngại, thành tựu Phật đạo tại cõi này, độ tất vô lượng ức chúng sinh. Pháp giảng nói pháp màu của chư Phật, tám thánh đạo vô lậu vô thắng, khiến con khởi lên trí vô biên, 32 tướng trang nghiêm thân. Nếu như siêu năng tu hành lành, thực hành trọn vẹn công đức Phật, lỡ chúng sinh thoát sợ hãi, giữ các công đức diệt hữu trần. Mặc như vần nhật nguyệt sáng trong, đạt thành Phật đạo trong tam giới. Khi ấy đối giới vô thượng cho đại chánh giác, vua lăng già tỳ tỳ sa na đã được sự không thoái chuyển, liền theo ý nghĩa của mình. Ông hóa ra các loại hương hoa tinh diệu như là hương xoa, hương bột, vòng hoa, y phục, cờ hiệu, phướng, lọc khấu, mani, giải lụa, trân châu, chuỗi ngọc, tới các loại nhạc, vỗ tay ca ngợi, tiếng hay vang khắp, ca ngợi thú tốt về công đức của Như Lai. Rồi thì Như Nga Vương cùng hàng quyến thuộc của mình trên hư không, vua lăng già tỳ tỳ sa na và tất cả những thứ cúng dường này cùng bay tới chỗ Phật. Đến nơi từ không trung bước xuống, vua lăng già tỳ tỳ sa na cùng hàng quyến thuộc hướng Phật chắp tay đỡ chân Thế Tôn đảnh lễ trong lại. Đã bái xong, cùng hàng quyến thuộc nhập Phật ba vòng cho đến ngàn vòng. Vua lăng già tỳ tỳ sa na như phải bị đổ ngã, cả hình thể quỳ sụp xuống trước Phật và nói: Nam mô vô lượng công đức trang nghiêm tối thượng pháp thân sư tử, trượng phu tam giới tối thắng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, chí chân chánh đẳng chánh giác. Nói lời này rồi, ông liền đứng dậy chắp tay ở trước Thế Tôn, nói bài kệ ca ngợi: thời xưa ức kiếp chuyên tu tập, khổ hành khó hành cầu bồ đề, ban phát thức ăn cùng áo xe, do số bảy báu cho người cần, đã qua nhiều kiếp không hối tiếc, bỏ ngôi vua làng xóm thần dân, trong cung trang nghiêm đầy giặc báu, ức kiếp khó bỏ nay lại bỏ. Thời xưa vương tử tu đại noa, trong chốn rừng sâu cho vợ con sẽ thân mình cứu hộ mang thai, cắt thịt cứu bồ câu khốn đốn, bóc bắt cho bà la môn mù mà không oán hận trước nghịch cảnh, cho đầu để cầu nhân bồ đề trước nghịch cảnh tâm thường vui vẻ, giữ gìn giới phẩm luôn trong sạch, không phạm tánh hạnh thuần giải thoát, không giết mạng sống trộm vật người, thường theo phạm hạnh đời không ghét, liền bỏ uống rượu không nói dối, che chở chúng sinh như chính mình, không nói hai lưỡi và lời ác, cũng không tức giận nói theo dệt, Thế Tôn lánh tà, thường tùy thuận, không sinh khổ não trước chúng sinh, công đức như ý lìa tà kiến, cúng dường tam bảo không sinh tâm, xuất gia không cấu trừ năm dục, đương theo giới Phật hành giải thoát, trước hành nhẫn nhục chịu các khổ, mang giết che bay hay khiển trách, xưa kia từng chịu các khổ đau, không sinh tâm hận với chúng sinh, nếu ở bên Phật khởi niệm giết, tâm lành Phật vẫn coi như con, Phật sinh ở đời thường tu nhẫn, giải thoát mọi khổ cho chúng sinh. Xưa kia Như Lai, khi Như Lai cầu đạo, làm bậc đại tiên tên là Nhẫn, ở chỗ sinh ra có chiến tranh, Nhẫn đâu nhưng vua tâm không hại, vì vua già phu nhân nước ấy, vì thuyết pháp lành khiến an vui, không mà ức kiếp thường tinh tấn,
trừ tà ý biến nhát yếu hèn, xưa các khổ hạnh đều nhận được. Thanh tấn bao la tỏ bồ đề, kinh hành quên ngủ không thiếu sót, tôn trọng cúng dường vô lượng Phật, tùy thuận mọi điều của chúng sinh, huân tu thành Phật pháp vô thượng, thực hành thiền định hàng phục tâm, hoàn thành tứ thiền vô sắc định, tam muội niệm năm thần thông lực, sơ hành trọn vẹn thiền vô lậu, trí tuệ Như Lai đều vô lậu, biết pháp như huyễn đều giả hư, không ngã chúng sinh mạng và nhân, phiền não ràng buộc nghiệp nhân chuyển, dục giới không sạch bốn tứ hoặc, cõi phiền não chúng sinh vốn tịnh, biết rằng thật tịnh gốc chúng sinh, đạt được sáu món ba la mật. Ai hay nói trí phương tiện này, cần cầu vô tận phước của Phật, hướng Như Lai khởi ba nghiệp thắng, đời sau thành Phật ta đảnh lễ. Bây giờ khi nói kệ xong, với Lan Già từ Tỳ Xa Na đã đem vô lượng các món rất tốt đẹp như hương hoa, hương bột, hương xoa, dòng hoa, y phục, cờ phướng, lọc báu, tới các loại âm nhạc, ca bệnh và ngợi khen Như Lai, làm đủ mọi việc tôn trọng cung kính cúng dường Phật. Chư Đại Bồ Tát và chúng thanh văn chúng là sát của Vô Lăng Già Tỳ Xa Na cũng là như vậy, cũng như pháp mà phát khởi cúng dường Như Lai làm với ý Phật. Lúc đó vua Lăng Già Tỳ Xa Na cúng dường xong là bạch: Bạch Thế Tôn, nay con có điều còn nghi ngờ, muốn hỏi Như Lai đến chí chân chánh đẳng chánh giác của sinh Thế Tôn, hãy vì con mà giải thích. Khi vua Lăng Già Tỳ Xa Na nói lời này rồi, Phật mới bảo ông ta: Này Tỳ Tỳ Xa Na Vương, nghe ông nói, ông có điều còn nghi ngờ muốn hỏi ta, vậy tùy theo điều ông hỏi, ta sẽ vì ông mà giải thích, để cho tâm ông được vui vẻ. Được sự chấp thuận của Phật, Lăng Già Vương liền thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sinh dựa theo gì mà gọi là chúng sinh vậy? Phật đáp: Này Lăng Già, chúng sinh là do các duyên hòa hợp nên gọi là chúng sinh. Nhân duyên ấy là đất, nước, gió, lửa, gió, không, thức, danh sắc, thuộc nhập, nhân nơi duyên mà sinh, là nơi chúng sinh như giống như bó tre duyên nghiệp vậy. Nghiệp báo từ duyên nghiệp sẽ thành quả. Ngã nhân chúng sinh tọa mạng, xúc dưỡng, chúng số, tri kiến, tác, xúc, thọ đều gọi là chúng sinh. Chúa Lăng Già Tỳ Tỳ Xa Na lại hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng sinh ấy lấy gì làm gốc, giữa đâu mà trụ, vinh vào đâu mà làm nhân? Phật đáp: Này Lăng Già Vương, hai chúng sinh này lấy vô minh làm gốc, giữa vào ái mà trụ, vinh vào nghiệp làm nhân. Vua Lăng Già Tỳ Tỳ Xa Na hỏi: Bạch Thế Tôn, nghiệp có mấy loại? Phật đáp: Nghiệp có ba loại, đó là nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. Lại nó lại có ba tướng: sạch, không sạch và chẳng sạch, chẳng phải không sạch. Vua Lăng Già Tỳ Tỳ Xa Na lại bạch: Bạch Thế Tôn, sao gọi là chúng sinh? Bỏ đời này nhận đời khác, bỏ thân cũ nhận thân mới. Phật đáp: Này Lăng Già Vương, chúng sinh sau khi xả thân này rồi, sức gió nghiệp sẽ thổi đưa thần thức của họ đi, những nghiệp cho chính mình tạo ra thì phải lãnh chịu hậu quả của nó. Chúng sinh tạo ra nghiệp hạnh lành, không lành, hoặc chẳng phải lành, chẳng phải không lành, thì tùy nơi nghiệp hạnh ấy mà thọ thân mới, hoặc sinh từ trứng, hoặc sinh từ ẩm thấp, hoặc sinh từ bào thai, hoặc sinh do sự biến hóa, đó cũng đều do nơi gió nghiệp tạo ra. Trong khi đó, nghiệp cũng chẳng thể biết mình, chẳng phải lãnh chịu quả báo của tất cả những gì mà mình đã gây ra. Lăng Già Vương, như vậy là chúng sinh đã bỏ thân này cho lấy thân khác. Lăng Già Vương hỏi: Bạch Thế Tôn, trong khoảng thời gian chúng sinh bỏ thân này mà chưa thọ thân khác thì nghiệp thức dừng nơi đâu vậy? Phật đáp: Này Lăng Già Vương, ông nghĩ thế nào về việc khi hạt giống trong thửa ruộng nảy mầm thì cái hạt mất trước rồi mầm mới sinh, hạt mầm sinh trước rồi hạt mới mất, hay là ngay khi hạt giống mất cái mầm liền sinh? Vua Lăng Già Tỳ Tỳ Xa Na đáp: Không phải vậy, Bạch Thế Tôn. Phật nói: Này Lăng Già Vương, ý nghĩa đó như thế nào? Lăng Già Vương đáp: Bạch Thế Tôn, ngay khi hạt giống mất thì mầm liền sinh, chẳng phải là hạt mất trước rồi mầm mới sinh, hay mầm sinh trước rồi hạt mới mất? Phật nói: Như vậy này Lăng Già Vương, chẳng phải thức trước mất
rồi thất sau mới sinh. Này, Lan già vương cũng chỉ phải thất sau sinh, rồi thất trước mới mất. Lăng già vương, ngay khi thức trước diệt, thì thức sau liền sinh. Lăng già vương giống như loài sâu khi đi, chân đầu phải đặt trước, chân sau liền theo. Thân hình luôn luôn co duỗi, không hề dừng dứt. Đúng là như vậy. Này Lăng già vương, khi thấy phía trước có chỗ có thể sinh vào, thân thức này liền tới, ghé vào nơi ấy, không có thời gian đoạn dứt. Vua Lăng Già từ tiền sanh đã hỏi: Bà Thế Tôn, nếu là như vậy thì không có thân trung ấm sao? Phật đáp: Lăng Già vương, như loài chúng sinh sẽ ra từ trứng, khi xả thân này nhập vào trong trứng, thân tức này bị gió nghiệp khống chế, phải dừng trụ trong trứng, hôn mê không biết. Đến khi bị ấp thành thức của sinh vật trong trứng rồi, thân thức này mới biết. Ông biết nên biết rằng trứng kia đã nở lâu rồi. Vì sao? Vì trứng nở ra chúng sinh là điều dĩ nhiên như vậy rồi. Một khi là chưa chín mùi thì không thể nào hiểu biết được. Vì sao? Bởi đó chính là nghiệp lực vậy. Này Lăng già vương, lại như có chúng sinh phước lực sâu dày được sinh làm con trong gia đình chuyển luân dương, khi trong thai chúng sinh ấy không bị cái thai làm cho nhơ bẩn, cũng không ở chung cùng với cái thai không sạch, cũng không bị nói làm nhiễm ô. Lăng già vương, đứa con được sinh trong gia đình chuyển luân dương kia phần nhiều là thọ cách hóa sinh. Như trường hợp thọ thai, ban đầu thần thức nhập vào thai kết dạng thành con, và đến khi sinh ra thì phải phá màn bọc thân mới thoát ra được. Lăng già vương, do nhân duyên đó nên nói mới nói là có thân trung ấm. Vua Lăng già Tỳ Tỳ Sa Na nói: Bà Thế Tôn, thần thức của chúng sinh lớn cỡ nào, hình thể ra sao? Phật đáp: Lăng già vương, thần thức chúng sinh lớn vô biên, không sắc, không tướng, không thể thấy, không ngại, không hình, không định xứ, không thể nói được. Tỳ Tỳ Sa Na nói: Bà Thế Tôn, nếu hình thể của thức là như vậy, lớn vô biên, không sắc, không tướng, không thể thấy, không ngại, không hình, không định xứ, không thể nói, thì chẳng phải là dứt lìa sao? Phật đáp: Lăng già vương, nay ta hỏi ông. Tự ý ông đáp: Này Lăng già vương, ví dụ như ông đang mặc những loại y phục và đeo các chuỗi anh lạc, ngồi ở giữa cung điện hoặc trên lầu cao có các thể nữ vây quanh. Cùng lúc đó trong khu vườn lớn có cây A Thâu Ca trổ nhiều hoa. Cũng ngay trong khu vườn ấy có hai thứ gió mát dịu và mạnh mẽ thay nhau thổi qua cây A Thâu Ca. Hương thơm của các loại hoa bay đến chỗ ông. Ông có cảm nhận được không? Tỳ Tỳ Sa Na thưa: Bà Thế Tôn, con có thể cảm nhận được mùi hương ấy. Phật nói: Lăng già vương, khi cảm nhận được hương hoa ấy, ông có thể phân biệt được không? Vua đáp: Bà Thế Tôn, còn có thể phân biệt được. Phật nói: Lăng già vương, hương hoa mà ông nói là cảm nhận đấy, đó nó lớn hay nhỏ, có màu sắc gì? Lăng già vương đáp: Bà Thế Tôn, con không thể biết được. Vì những hương thơm này, nó không sắc, không hiện, không ngại, không tướng, không định xứ, không thể nói. Thế nên con không thể thấy được nó lớn hay nhỏ và có màu sắc như thế nào. Phật nói: Lăng già vương, ông nghĩ sao nếu cho rằng không thấy được hương thơm ấy lớn hay nhỏ, chẳng phải đó là tướng dứt lìa sao? Tỳ Tỳ Sa Na đáp: Không phải vậy, Bà Thế Tôn. Bả lẽ con người không ai ngửi được hương thơm này khi chúng có tướng dứt lìa. Phật nói: Đúng vậy, này Lăng già vương, tướng của thức cũng như thế, ông nên biết rõ điều đó. Lăng già vương, ta có thể biết được sẽ không có sinh tử nếu như thức có trọn tướng. Như vậy, này Lăng già vương, thật ra tướng của thức vốn trong sạch, chỉ bởi các nghiệp vô minh, tham ái, tập khí
bởi những khách trần vì nẻ che lấp mà thôi. Lăng nhà vương ví như cõi hư không trong sáng, chỉ có bốn loại khách trần làm ô nhiễm. Bốn thứ đó là khói, mây, bụi, sương. Lăng già vương, thức tướng là như vậy. Nó vốn là trong sáng không ngàn mé, không thể nắm bắt, không có sắc nhiễm, chỉ bị ô nhiễm bởi những khách trần phi não mà thôi. Vì sao lăng già vương? Giống như khi ta chánh quán, không có được chúng sinh, không ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không nuôi dưỡng, không nhân, không có các số, không có cái gọi là biết, không có cái gọi là thấy, không có cái gọi là hiểu, không có cái gọi là thọ, không có cái gọi là nghe, cho đến không sắc thọ tưởng hành thức. Lăng già vương sẽ có thể đạt được nếu khi chánh quán không có sự phân biệt. Lăng già vương, các pháp hòa hợp có không có thật tướng. Tuy đạt được thật tướng của chúng sinh, nhưng ông chớ bỏ cái đã nắm bắt này mà sinh ra tư tưởng mông lung thanh thản. Vì sao gọi là đã đạt được thật tướng của chúng sinh? Bởi vì đạt được trí lớn cùng tánh của chúng sinh. Lúc đó Đức Thế Tôn nói bài kệ: nghiệp lực chúng sinh tự hồi chuyển, không đạt tám tánh đạo nhiệm màu, nếu lìa các nghiệp chứng vô lậu, hành hành vô thượng đợi quần sinh. Bây giờ từ Tỳ Sa Na nói: Bà Thế Tôn, ở trong biển lớn, trong rừng sâu, trong ba cõi này đây, có vô lượng hằng hà xa chúng sinh. Có người đã đến bờ giải thoát, là có người muốn đến bờ ấy. Có người chứng pháp thanh văn, có người chứng pháp duyên giác, cũng có vô số người chứng trí lớn cùng giới tánh vô thượng. Ở đời vị lai cũng có vô lượng vô biên bất cả, ở thân kỳ hơn cả hằng hà xa chúng sinh. Nhưng theo tâm thừa này, mỗi người theo phân cách riêng mà nhập niết bàn. Thế nhưng cõi chúng sinh vẫn không tăng không giảm. Bà Thế Tôn, biết được như vậy tâm con rất mỏi mệt. Phật nói: Lăng già vương, đối với việc này ông chớ nên sinh ý tưởng chán nản. Vì sao? Cõi chúng sinh trước sau không thể tận, cõi hư không, cõi pháp cũng như vậy. Thế nên lăng già vương, các cõi chúng sinh không thể dùng lời để nói, chỉ nên biết rằng nó không tăng không giảm. Như vậy trong biển cả hữu di, trong rừng sâu, trong ba cõi, có những người đã được độ, có những người muốn được độ, thế nhưng cõi chúng sinh vẫn không tăng không giảm. Này lăng già vương, cõi hư không không tăng không giảm, không trước không sau, không chặn giữa. Do đó ta không thể biết được hư không, vì nó biến khắp tất cả nơi, nó không bị chướng ngại, không hình, không làm, không tướng. Đúng vậy lăng già vương, ta không thể nào biết được cõi chúng sinh khi nó chẳng có, chẳng thể có đầu giữa và cuối. Lăng già vương, chỉ có điều nếu đạt được thánh pháp đồng tánh thì mới gọi là tận cõi chúng sinh, mà đạo hữu vi lại không tận không diệt. Lăng già vương không thể nào lìa đạo hữu vi, vì nó có con đường giải thoát. Vì sao? Bởi lẽ cõi chúng sinh đã là như vậy rồi, cho nên nó không có trước, không giữa và không có sau. Thế thì Sa Na lại hỏi Phật: Bà Thế Tôn, hình dáng biển hành hữu vi của chúng sinh giống như gì vậy? Phật đáp: Lăng già vương, hình dáng biển hành hữu vi của chúng sinh giống như biển cả. Lại hỏi Phật: Bà Thế Tôn, pháp của chư Phật dạng như gì vậy? Phật đáp: Lăng già vương, pháp của chư Phật giống như thuyền bè. Lại hỏi Bà Thế Tôn: Hàng tỳ kheo xuất gia tại giới cụ túc giống như gì vậy? Phật đáp: Giống như người lái đò. Lại hỏi Bạch Thế Tôn: Như lời Thế Tôn nói, người phụng hành trọn vẹn giới pháp của Phật không hủy phá, giống như gì vậy? Phật đáp: Người giữ giới tinh tấn, thọ pháp vừa đủ, giống như người sống có nghề nghiệp vững chắc sẽ thành tựu đầy đủ. Lăng già vương, người có khả năng thực hành đầy đủ lời Phật dạy sẽ không phá, không phạm giới cũng như vậy. Là hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, bậc thiện tri thức giống như gì vậy? Phật đáp: Lăng già vương, bậc thiện tri thức giống như thuyền trưởng. Là hỏi Bạch Thế Tôn, việc siêng năng hành tám tánh đạo giống như gì vậy? Phật đáp: Lăng già vương, việc siêng năng hành tám tánh đạo giống như gió thuận mạnh
Thôi ta về đi. Tỳ tỳ sanh hay lại hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thiền định tam muội và các thần thông tựa như gì vậy? Phật đáp: Này Lăng Già Vương, thần thông tam muội giống như của báu trong nước vậy. Tỳ tỳ sanh lại hỏi: Bạch Thế Tôn, bảy bồ đề phần tựa như gì vậy? Phật đáp Lăng Già Vương: Bảy bồ đề phần giống như bảy thứ tánh quý báu. Lại hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, việc đạt được bảy bồ đề phần chứng đại thừa đồng tánh tựa như gì vậy? Phật đáp Lăng Già Vương: Được bảy phần bồ đề chứng đại thừa đồng tánh giống như gặp được bảy thứ tánh quý báu, sẽ giàu có của cải đầy đủ như ý, thật lành thay cho những người khi xuất gia và trong giới pháp của ta chứng được Phật quả vô thượng vô ngại. Khi Đức Thế Tôn liền nói bài kệ xét kỹ các nỗi khổ của mình và chúng sinh, và bỏ mọi ràng buộc xuất gia trong pháp ta, tức gọi là Phật tử, bậc đại đức trong chúng, sinh năng hành giữa pháp sẽ đạt thành Thế Tôn. Bây giờ thì Tỳ Sa Na lại hỏi Đức Thế Tôn: Nếu trong giới pháp của Phật có những kẻ được xuất gia mà không chịu giữ giới, hoặc có kẻ phạm giới hoặc phá giới, phạm các hành ham muốn, hoặc có kẻ cởi ác pháp bỏ giới về đời, Bạch Thế Tôn, những kẻ ngu si như vậy họ được ví như gì? Phật đáp: Này Lăng Già Vương, trong giới pháp của ta, nếu có những kẻ được xuất gia được thời giới mà giới pháp mà lại hủy phạm, thì những kẻ ngu si này sẽ phải đọa hết vào nẻo ác, chẳng khác như kẻ lái thuyền ở giữa biển khơi là phá hủy thuyền bè, hắn sẽ phải chết chìm dưới nước. Tỳ tỳ sẽ lại hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu như có kẻ phá giới, phạm các hành ham muốn, mà là nói rằng ta sáng suốt mạnh mẽ thực hành phạm hạnh, là có kẻ vứt áo pháp bỏ giới trở về trời, những hạng người này sau khi chết có người được sinh vào nơi tốt, vậy họ giống như gì? Phật đáp: Như kẻ lái đò ở trong biển cả, thuyền bè đập nát chết chìm trong biển, nhưng cũng có người gặp được ván thuyền, có người gặp được xác chết, có người tự mình bơi. Này Lăng Già Vương, ông nên biết như vậy, nếu trường hợp người lái đò gặp được ván thuyền, cũng phải dựa vào sức thổi của gió mới được cập bến một hòn đảo nào đó. Trường hợp gặp được xác chết, phải được sóng biển xô đẩy dần dần mới cập đến bờ. Vì sao? Bởi vì theo phép của biển thì biển không chấp nhận xác chết. Còn trường hợp tự mình bơi thì anh ta sẽ phải tự lực mới cập đến một nơi nào đó. Đó là những người được thần biển từ bi cứu giúp. Cũng vậy này Lăng Già Vương, nếu ai được xuất gia trong giới pháp của ta mà không như pháp bảo vệ giữ gìn giới, hoặc xả bỏ áo pháp mà y phục của người đời, mà được sống ở chỗ tốt lành, hoặc do ở bên cạnh ta mà đặt lòng tin chân chánh, hoặc bên trong ở trở lại thanh tịnh, hoặc tuy phá giới mà thường làm các việc lành và có sự sáng suốt mạnh mẽ, Lăng Già Vương, tuy là phá giới hay trở lại đời nhưng vẫn là các cá nhân sẽ trở lại với pháp ta, nên được sinh ra tốt lành. Đức Thế Tôn liền nói kệ: Khi xưa gây ra bao nghiệp tội trong muôn đời vô số kiếp, ăn năn hối cải không tạo nữa, dứt không tăng trưởng sẽ trong sạch. Tại đây Sa Na lại hỏi Phật: Thế Tôn, có bao nhiêu pháp trợ bồ đề? Phật đáp: Này Lăng Già Vương, có 37 phẩm làm pháp trợ bồ đề. 37 phẩm đó là gì? Đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần và tám tánh đạo. Lăng Già Vương, đó chính là 37 pháp trợ bồ đề. Lại hỏi: Bà Thế Tôn, giải thoát môn có mấy? Phật đáp: Lăng Già Vương, giải thoát môn có ba, đó là không, vô tướng, vô nguyện. Hỏi Bà Thế Tôn, nên nhớ nghĩ đến pháp gì? Phật đáp: Nên nhớ nghĩ sự chán, diệt và nhập niết bàn. Lại hỏi Bạch Thế Tôn, pháp đối trị gồm có mấy? Phật đáp: Lăng Già Vương, nhìn chung có ba pháp đối trị, đó là đối với người có tâm tham dục thì quán không sạch, người có tâm sân tức thì quán lòng lành thương xót, người có tâm ngu si thì quán nhân chuyên. Đó là ba pháp đối trị. Lại hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu khả năng khéo léo cần để giữ gìn sự nhớ nghĩ?
Phật đáp lại nhà vương, nếu để giữ sự nhớ nghĩ thì cần phải khéo biết các ấm, khéo biết các giới, khéo biết các nhập, khéo biết các phương tiện. Lại hỏi Bạch Thế Tôn nên quán pháp gì? Phật đáp lại nhà vương, nên quán 12 pháp nhân duyên sâu xa, cùng với nhân quả của bốn thánh đế. Khi đã vua Lăng Già thì Tỳ Sa Na lại đi nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi đem các loại hoa bảy báu đủ màu sắc tuôn rải lên Thế Tôn. Sau khi tuôn hoa, có phải chạm đất, vua chắp tay hướng Phật cung kính, khen ngợi Thế Tôn trong đó phải kệ. Thế nào là thánh hạnh của Bồ Tát? Hy sinh tinh tấn làm lợi thế gian, bố thí địa giới, nhẫn nhục tinh tấn, phát khởi ý cao tột là Bồ Đề. Khi mong cầu trí tuệ vô lậu kia, nhiếp hóa vô lượng các hàng chúng sinh, các vật báu trang nghiêm không vẫn đục, trong cõi nhiệm màu được thành quả Phật. Mấy giờ Đức Tôn bảo vua Lăng Già Tỳ Tỳ Sa Na, thật lành thay này Lăng Già Vương, nếu có khả năng hỏi cho lai việc này, ông hãy cố gắng lắng lòng nghe, suy nghĩ cho thật kỹ, ta sẽ vì ông mà giải đáp. Này Lăng Già Vương, hàng đại Bồ Tát tự thực hành 6 ba la mật, nên đối với chúng sinh không bao giờ sanh tâm ác cả. Lăng Già Vương, hàng Bồ Tát khi tu hành các pháp này thì không giảm, không thiếu, thường có được sự tăng trưởng trong giáo pháp của chư Phật, cũng không bị dính mắc ở nơi pháp thế gian, thu nhận chỉ dạy cho vô lượng chúng sinh, cũng có khả năng làm trong sách cõi Phật, và có khả năng đạt trọn vẹn đại thừa đồng tánh ở trong Phật pháp, không còn sự chướng ngại. Khi ấy vua Lăng Già Tỳ Sa Na thưa và Thế Tôn, thế nào gọi là tu hành, thế nào là được trụ vào vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật đáp, phải buông bỏ sự kiêu ngạo, khinh người, hống hách, ghen ghét, thường thực hành bốn pháp phạm hạnh trong sạch, thường vì thấp tất cả chúng sinh mà vui vẻ tu hành chánh chân, phải xả bỏ sát sinh, trộm cướp, nói dối, nói lời theo dệt, nói hai lưỡi, nói lời ác xấu, uống rượu dâm dật, chớ để mất dù chốc lát tâm bồ đề, ý luôn vui vẻ sẽ nên thực hành 6 ba la mật. Những việc làm để đều bị sự an vui cho các chúng sinh, tâm thường vắng lặng trong sự đối đãi, muốn độ thoát mọi sự sợ hãi trong biển cổ trần lao, ông nên chân chánh quán sát chúng sinh trong ba cõi khi cho họ được độ thoát. Lại nữa này Lăng Già Vương, nếu như muốn cầu bồ đề, ông cần phải biết như vậy. Bồ đề chỉ là cái tên dựa vào ngôn ngữ để đặt ra là bồ đề. Vì sao? Lăng Già Vương, không hữu là bồ đề, không căn là bồ đề, không trụ là bồ đề, không cấu là bồ đề, không trần là bồ đề, không ngã là bồ đề, không thể nắm bắt là bồ đề, không sắc là bồ đề, không hình là bồ đề, không đây là bồ đề, không kia là bồ đề, không buồn là bồ đề, không phiền là bồ đề, không chìm đắm là bồ đề, không nhiễm là bồ đề, không thiên lịch là bồ đề, không dối trá là bồ đề, không nhơ là bồ đề, không vượt qua tất cả căn là bồ đề, trừ tất cả nhớ nghĩ là bồ đề, vượt qua tất cả việc làm hữu vi là bồ đề, không có sự tận cùng là bồ đề, khó biết là bồ đề, sâu xa là bồ đề, không chữ là bồ đề, không tướng là bồ đề, vấn nặng là bồ đề, thanh tịnh là bồ đề, vô thượng là bồ đề, không tí dục là bồ đề, không mong cầu là bồ đề, không đoạn là bồ đề, không hoại là bồ đề, không phá là bồ đề, không suy nghĩ là bồ đề, không vật là bồ đề, vô vi là bồ đề, không kiến là bồ đề, không hại là bồ đề, vô minh là bồ đề, không chuyển đổi là bồ đề, thường trụ là bồ đề, hư không là bồ đề, vô đẳng đẳng là bồ đề, không thể nói là bồ đề. Này Lăng Già Vương, người nào muốn cầu bồ đề đó là nếu không cầu pháp thì cầu lại là cầu bồ đề. Vì sao Lăng Già Vương? Nếu không có sự dính mắc thì mới có thể chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là không có ngã tướng, chúng sinh tướng, mạng tướng, nhân tướng, xúc dưỡng tướng, chúng số tướng, tác tướng, thọ tướng, tri tướng, kiến tướng thì mới có thể chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không đạt được tướng như thế đế, tướng thế đế, không dính mắc vào pháp, không dính mắc vào ấm giới, cho đến không dính mắc vào chư Phật và Bồ Tát thì mới có thể chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao Lăng Già Vương? Không có cái gì để dính mắc tức gọi là bồ đề. Nếu như không dính mắc vào vật,
hoặc như mắc vào đoạn, hoặc như mắc vào thường, thì vào đời vị lai sẽ chứng thành quả vị bồ đề. Vì sao như vậy? Lai Nhị Vương bởi vì tất cả các pháp sẽ bị hoại diệt ở vào sau cuối đời này. Hế Lăng Vua Lăng Già thì Sa-na bạch: Và Thế Tôn, thế nào lại biết tất cả pháp thế đế? Phật đáp: Này Lăng Già Vương, biết tất cả pháp thế đế là như huyễn, như hóa, như mộng, như nóng lửa, như bóng trăng trong nước, như thành cả tất bài. Tất cả pháp thế đế nên biết như vậy, nên hiểu như vậy, nên quán như vậy. Bây giờ Vua Lăng Già Tỳ Thị Sa-na liền đạt được Bồ Tát Tam Muội, Vô Đẳng Đẳng, Pháp Quang Minh Trí Tướng, đạt được Đà La Ni Nhất Thiết Xảo Âm, đạt được Vô Lượng Vô Biên những Tam Muội Đà La Ni. Như vậy rồi Vua Lăng Già Tỳ Thị Sa-na liền bạch: Bà Thế Tôn, nay con đã đạt được Tam Muội Đà La Ni, đã hiểu rõ được tất cả pháp thế đế rồi. Phật nói: Này Lăng Già Vương, thế nào là hiểu biết? Tỳ Thị Sa-na đáp: Bà Thế Tôn, tất cả pháp thế đế đều là như mộng huyễn, như tiếng giang, như sơn thủy trong tranh, như bóng trăng trong nước, như tiếng gió thổi, như hoa đốm giữa hư không, như mây bay mùa thu, như ánh sáng phát ra của hạt châu, như ngọn lửa của cây đèn, như hạt sương trên hoa, như thành Càn Tát Bà, như bọt trên nước, như cầu vồng, như đốm lửa. Bà Thế Tôn, con đã biết các pháp thế đế hiện đều là vô thường. Bây giờ Đức Thế Tôn từ trên đảnh phóng ra trăm ngàn ức na do tha các loại ánh sáng màu sắc đẹp đẽ, như xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tím, vàng trong suốt, chiếu khắp vô lượng vô biên a tăng kỳ các quả Phật. Khi đã chiếu khắp rồi, những ánh sáng ấy được thu trở lại vào trên đảnh. Khi ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ tòa ngồi đứng dậy, trịch vải áo bên phải, bên phải chạm đất, chắp tay hướng về Phật đọc kệ thưa hỏi: Giữa Đức Phật chẳng phải không nhân, phóng ra luồng sáng, ánh sáng thanh tịnh. Nay ai khởi phát ý tinh diệu mà phóng hào quang, xin Phật nói. Phật bảo Mục Kiền Liên rằng: Người hãy nhìn Vua Lăng Già Tỳ Sa-na này, trước mặt ta ông ta chắp tay ngay thẳng, đem vô số vật dụng cúng dường ta, cùng chúng thanh văn chư Bồ Tát, rồi nhân công đức này phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mục Kiền Liên đáp: Bà Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói: Mục Kiền Liên, kể từ ta trở đi cho đến trăm ngàn ức na do tha chư Phật Vua Lăng Già Tỳ Thị Sa-na đều có lòng muốn cúng dường hầu hạ. Sau khi trải qua như vậy rồi, công đức bản lực của ông ta sẽ đầy đủ. Khi có thế giới tên là Liên Hoa Thành, thế giới ấy có Thế Tôn hiệu là Liên Hoa Công Đức Tướng Chấn Thành Oai Vương, như là ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Lúc này vị Thế Tôn đó đang tu hành thuyết pháp, thọ mạng của Đức Phật Như Lai ấy là vô lượng, thế giới thanh tịnh. Tỳ Thị Sa-na Lăng Già hóa sinh vào thế giới ấy. Sau khi hóa sinh vào thế giới đó rồi, liền đắc địa hoan hỷ của Bồ Tát. Cứ như vậy cho đến được 10 địa của Bồ Tát, trải qua vô lượng kiếp số, sau đó ông sinh vào cõi Tế Bà này sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Diệu Chấn Thanh Oai Quang, Kim Oai Thiện Tịnh Quang Minh, hiện công đức bảo cái trang nghiêm, định tướng Tỳ Lô Giá Na Vương Như Lai. Ông cũng chế biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngộ trường phô cho nhân sư Phật Thế Tôn. Và cuối cùng sinh vào thế giới kia có tên là Điện Bảo Quang. Nơi ấy không có gò hố lồi lõm, viễn núi sườn núi, đất đá phẩm quét, không có người nữ và ác đạo. Cõi Phật ấy thanh tịnh hơn cả cõi Phật Như Lai A Di Đà hiện tại kia, và các chúng Bồ Tát đông đúc. Kiếp tên là Thiện Quán Minh Phật Như Lai ấy thọ mạng vô lượng. Này Mục Kiền Liên, thế rồi Đức Như Lai chỉ chân chánh đẳng chánh giác mỉm cười. Bây giờ do pháp này mà vua Tỳ Thị Sa-na được thừa ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông ta rất vui mừng, liền biến thân khắp nơi bay lên không trung, có đến 7 cây Đà La. Từ giữa không trung ông nói bài kệ: Tất cả pháp là không, như mộng, thanh tịnh chẳng có, giống hư không.
ngã và vô ngã đều không có. Ta biết như hóa, như tia điện, chúng sinh trong đó tự sinh diệt, mong cầu một pháp không thể được, suốt đầu đến cuối chẳng được gì. Nuôi dưỡng chúng sinh cũng như vậy, chúng sinh tùy nghiệp mắc quả báo, xoay vần trong ấy không thể dừng. Nếu hành theo hạnh Bồ Tát này, sẽ biết các pháp để thể đều không. Sau khi nói kể rồi, Bồ Tát Già Tỳ Tỳ Sa Na, Đức Hoa Thần Phật từ không trung bước xuống, những Phật ba phòng luôn ngồi một bên. Bây giờ trong biển chúng và có những vị trời rồng Atula chứng pháp và đắc quả, và có những vị già xoa la sát phát tâm Buddha, và có những vị khẩn la mơ hồ la già đối với các pháp của Phật thực sự không nghi ngờ, và có những vị ca lồ la ca thất bà cùng các thần chú cùng các chú thần đắc đà la ni chứng pháp và đắc quả, hoặc là đối với tất cả các pháp có vị đạt được sự không thoái chuyển, tức thời là địa chấn động, ánh sáng tự nhiên chiếu khắp cả cõi Phật cho đến các khoảng trống trong tiết vi lớn nhỏ cũng đều chiếu sáng. Tất cả các khổ ở ác đạo thể đều chấm dứt. Ở giữa không trung mưa xuống các hoa trời, âm vang tiếng trống trời phát ra đủ tiếng, và các y phục mềm mại tự nhiên hiện ra. Vô số những việc như vậy không thể nghĩ bàn. Quá vua Lăng Già Tỳ Tỳ Sa Na xem xét các chúng của mình như thế rồi liền bảo: các người hãy cùng nhau hòa hợp hướng về Thế Tôn, sinh tâm cung kính, phát tâm đối với vô thượng chánh đẳng thích giác. Khi đó vô lượng trăm ngàn chúng la sát kia cùng nhau hòa hợp hướng về Phật chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, chúng con từ nay trở đi sẽ cùng nhau tụ tập hòa hợp quy Phật pháp tăng, đồng phát tâm bồ đề, thực hành hành đại thừa. Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ đạt thành chánh giác ngay trong cõi ta bà này, và đời vị lai dứt sạch ác nghiệp, thành bậc vô thượng, làm lợi cho tất cả chúng sinh. Chúng con có sự Thế Tôn, hãy chứng trì Phật nói thật lành tay, nếu có khả năng phát tâm bồ đề, có nên hành bốn loại pháp lành. Người khéo thực hành bốn pháp này sẽ đạt được sự không mất, không quên mất tâm bồ đề. Bốn pháp đó: một, tất cả những nguyện hạnh không trái không mất; hai, đối với các chúng sinh thường hành tâm lành; ba, một ngày ba thời cũng dường tam bảo ngày đêm không dứt; bốn, không nguyện cầu qua vị tam văn bất chư Phật. Đối với bốn pháp trên, nếu các ông thực hành đầy đủ thì sẽ không quên mất tâm bồ đề kia. Lúc bấy giờ Hải Long Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giải áo bên phải, có phải chạm đất hướng về Phật chắp tay thưa: và Thế Tôn, khi xưa vua Tỳ Tỳ Sa Na Lăng Già đã tạo các lành gì và có khả năng như vậy? Có đồ cúng dường đầy đủ được cúng dường Phật cùng với số chúng thanh văn Bồ Tát, sau khi cúng là phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề rồi chứng được bất toái chuyển, được ta ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi nghe nói vậy, Phật bảo Hải Long Vương: này Long Vương, khi xưa đã qua vô lượng số A Tăng Kỳ kiếp, có vị Phật hiệu là Đại Từ Sở Sinh Trí Tướng Tràng Như Lai, chỉ chân đẳng chánh giác, hưng cung chánh kiến trì, minh hạnh tốt thiện tệ, tinh nhân giả vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu tinh nhân sư Phật Thế Tôn. Vì như là ấy cũng trở lại sinh vào trong đời năm trượt của thế gian giới thái bà này, ở trong chúng sinh, vì như là chỉ chân đẳng chánh giác ấy diễn thuyết phân biệt pháp tam thừa. Này Long Vương, khi đó vị Như Lai kia cũng trở lại trụ trên đỉnh núi Malaya này, ngài đã thuyết pháp cho 500 chúng tỳ kheo ở thành văn vật vô lượng trời rồng và phi nhân. Này Long Vương, lúc ấy có la sát đồng tử tên Tỳ Tỳ Sa Ca cùng trở lại trụ ở thành lớn Lăng Già này, hình dáng dữ tợn, bụng lớn mạnh mẽ, tính khí hung bạo, mặt mày xấu xí, gian thịt uống máu, đang lên gớm ghiếc. Long Vương lúc ấy đồng tử la sát Tỳ Tỳ Sa Ca nghe Phật Thế Tôn trụ ở trên núi Malaya, liền suy nghĩ: ta không muốn vị sa môn này cùng chú tỳ kheo ở trên đỉnh núi Malaya. Vì sao? Mà nếu vị sa môn này trụ trên đỉnh núi Malaya thì ta không thể tóm thân các loài trong biển lớn, cũng không có loài nào để ta giết hại cả. Là nếu ta cứ ở đây thì chắc chắn sẽ bị nhìn đó. Này Long Vương, bấy giờ đồng tử Tỳ Tỳ Sa Ca La Sát kia thì nói với chúng là sát của mình: các ngươi ai mạnh mẽ, hãy mau nghiêm chỉnh mặc giáp trụ, có các loại vũ khí như dao gậy, chùy nỏ, búa, kích, cung tên, mâu thuẫn, da chày, kim cương, đấu luân, giáo dài. Vì sao? Vì nay ta phải đuổi ông sa môn kia
cùng với chúng sa môn của ông ta đi ra khỏi cảnh giới của ta, khiến họ phải rời xa nơi mà ta đang ở. Long Vương, bây giờ là sát đồng tử Tỳ Tỳ Saka mang giáp trụ tốt, cùng với chúng là sát mỗi vị cầm mỗi loại vũ khí hay gọc khác nhau, lướt không trung bay tới chỗ đại tường sở sinh trí tướng tràng Như Lai kia. Đến nơi vẫn đứng ở không trung cùng với đồ chúng của mình, sát đồng tử nói với Thế Tôn: hãy đi đi ông Sa Môn, ta không cần ông trụ ở đỉnh núi này đâu, nếu trả lời ta sẽ giết ông cùng những người của ông đấy. Long Vương, khi đó đức đại từ sở sinh trí tướng hành trí tướng tràng Như Lai đi hiện thần thông. Sau khi đức Như Lai hiện thần thông rồi thì la sát đồng tử Tỳ Tỳ Saka cùng đồ chúng của ông ta đều cảm thấy thân mình bị năm thứ trói buộc, lại thấy lưới thiết mười phương bao trùm, muốn trốn chạy nhưng không được nữa, định đứng lặng im. Long Vương lúc đó la sát đồng tử Tỳ Tỳ Saka cùng chúng la sát lòng sợ hãi, thầm nghĩ: bây giờ chúng ta phải đi đâu đây, nương tựa vào ai, cầu cứu ai giải thoát nạn cho chúng ta đây? Long Vương khi ấy, trong chúng của đức đại từ sở sinh trí tướng tràng Như Lai có một chú thần vương tên là Chánh Định Thâm Mãn Công Đức Hoài. Trước đây có các bạn giới là sát đồng tử Tỳ Tỳ Saka đang ngồi ở trong chúng của đức Như Lai ấy. Long Vương lúc ấy Chánh Định Thâm Mãn Công Đức Hoài trì thần chi chú thần vương nói với Tỳ Tỳ Saka là sát đồng tử: này bạn lành, chư Phật Thế Tôn là bậc duy nhất đáng tôn quý trong ba cõi, là bậc giáo hóa trời người, là người đã đạt được vô lượng các pháp công đức, ngài thực hành lòng đại bi trong khắp chúng sinh, và hãy cùng chúng la sát có thể quy y ngài cùng pháp tăng, các bạn quy y tam bảo giải phát tâm bồ đề thì tất cả mọi trói buộc sẽ được giải tỏa. Khi Chánh Định Thâm Mạng Công Đức Oai Trì chú thần vương chỉ nhờ vào sức giáo hóa, nhờ vào thần lực của Phật nên vừa nói như vậy xong, tức thời Tỳ Tỳ Saka la sát đồng tử cùng với chúng la sát cùng nhau chắp tay và nói: nam mô đấng vô biên công đức trang nghiêm thân, nam mô đấng vô thượng đại bi giác, chúng con từ nay về sau quy y Phật cùng với pháp tăng, chúng con thường hành quy y tam bảo phát tâm vô thượng thiên đàng chánh giác. Này Long Vương, Tỳ Tỳ Saka la sát đồng tử cùng với tất cả chúng lai sát sau khi nói lời như vậy rồi, tất cả mọi trói buộc tức thời được giải tỏa, rồi từ trên không trung hơi đến đại đức đại từ sở sinh trí tướng tràng vương Như Lai hạ xuống đến chỗ đức Thế Tôn đi diệu ba vòng. Lúc này thì Tỳ Saka đồng tử cùng chúng lai sát tất cả đều cùng đảnh lễ dưới chân Phật cầu sẽ sám hối, sám hối xong đều cùng nhau trở về chỗ cũ. Long Vương ý ông thế nào? Này ông nên biết, Tỳ Tỳ Saka la sát đồng tử lúc ấy nào ai khác đâu chính là vua Lăng Già Tỳ Tỳ Sana đấy. Còn chúng la sát lúc đó là cũng chẳng phải là chúng nào khác, mà nay chính là chúng la sát của vua Lăng Già Tỳ Tỳ Sana đây. Long Vương ý ông thế nào? Vào thời đó, Chánh Định Thâm Mãn Công Đức Oai Trì chú thần vương cũng chẳng là ai khác mà chính là Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông. Khi nói như vậy rồi, tam thiên đại thiên thế giới tức thời chấn động, giống như thuyền bè chao động giữa làn sóng biển mênh mông vậy. Chúng sinh trong đó không còn thấy sự sợ hãi mà và bị hại, mà chỉ thấy được tất cả sự mọi sự an ổn sướng vui. Tất cả chúng sinh thực hành theo 10 điều lành. Lúc đó ở cõi Phật Ta Bà, những núi cao như Tu Di, những biển lớn, cõi nước xóm làng, núi rừng, hải đảo, hát sơn, hang động, rừng rậm, ao, vườn, sông, suối, đầm, rạch, gò đống, hầm hố, sườn núi, ủ đất, vách đá, muối, cát, gai, gốc, bùn, phân, hôi, thối, khó chịu, đều được rửa sạch. Giàn sông, diêm phù, tỏa ánh sáng lớn, chiếu khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Kể cả những nơi mà tất cả ánh sáng của mặt trăng mặt trời không thể nào đến, chiếu đến, đến những nơi tâm tối nhất trong núi Thiết Di, lớn nhỏ cũng đều được ánh sáng kia chiếu khắp. Tất cả phần nhật nguyệt vốn gì là ánh sáng khác, mà ánh tượng lúc ấy đều không hiện. Ở sân đó diệt trừ tất cả các khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cùng lúc này hàng triệu người trong thế giới Thái Bà này
nó có khổ não, tất cả đều được an ổn vui vẻ. Nếu có chúng sinh nào đói thì được ăn, khát được uống, khỏa thân được y phục, nghèo được quả báu, mù được thấy, điếc được nghe tiếng, câm được nói, sáu căn thiếu sót thì được đầy đủ. Nếu bị nhốt vào trong lao ngục thì đều được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Đồng Tánh Quyển Thượng, quyển đem công đức này trong những Phật tịnh độ, trên nền bốn ăn nặng với Phật khổ ba đường. Nếu qua tới nghe để phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sinh vào cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thừa Đại Bi Đạo Sư A Di Đà Phật.